Các bạn thân mến, phóng viên Việt Báo chấm đe Quỳnh Nga đang có mặt tại công ty Toàn Cầu và chúng ta cùng trò chuyện với giám đốc của công ty. Xin chào anh Trần Văn Sơn. Xin chào nhà báo Quỳnh Nga. Quỳnh Nga rất là vui vừa rồi được đồng hành với sự kiện ký kết với các hợp đồng giữa công ty của anh với các doanh nghiệp Đức. Và hôm nay gặp anh ở đây thì cũng muốn anh giới thiệu kỹ về cái hoạt động của công ty mình. Hiện tại công ty chúng tôi đang hoạt động các lĩnh vực như xúc tiến đầu tư, hợp tác thương mại, du lịch, xuất khẩu lao động, du học nghề ở tại Đức. Đấy, vừa rồi công ty Toàn Cầu chúng tôi cũng đã ký kết hợp tác với một số các lĩnh vực như xúc tiến đầu tư, hợp tác thương mại, rồi quan trọng nhất là về xuất khẩu lao động, đưa đội ngũ kỹ sư sang Đức làm việc, cũng như đi du học nghề tại Đức. Vâng, xin cảm ơn ông. Ông có thể nói kỹ hơn một chút về những cái hoạt động của công ty mình, tôi thấy rất là nhiều cơ mà. Về hoạt động ở các lĩnh vực thì bên hợp tác đầu tư thì có về xây dựng các khu nghỉ dưỡng cao cấp ở Việt Nam cũng như ở tại Đức. Còn về thương mại thì chúng tôi đang làm xuất nhập khẩu vì tạm nhập tái xuất. Đấy, còn về bên mảng xuất khẩu lao động thì bọn tôi đang đưa đội ngũ kỹ sư sang Đức để làm việc. Thì đội ngũ kỹ sư thì tốt nghiệp đại học về các nghề như công nghệ thông tin điện tử viễn thông, xây dựng cơ khí. Còn về ở bên ngoài cái chương trình tại Đức thì chúng tôi có đang có đưa lao động phổ thông sang Slovakia để làm việc trong các nhà máy như Samsung, Sony, hãng Faurecia sản xuất phụ tùng linh kiện của ô tô tại Slovakia. Vâng, xin cảm ơn ông rất nhiều và thưa các bạn, xin các bạn hãy kết nối với công ty Toàn Cầu và một lần nữa cảm ơn ông đã trả lời phỏng vấn cuộc phỏng vấn hôm nay. Xin cảm ơn ông. Thay mặt công ty Toàn Cầu xin rất chân thành cảm ơn nhà báo Quỳnh Nga đã theo công ty Toàn Cầu trong thời gian qua. Cảm ơn sự hợp tác của báo Quỳnh Nga. Xin cảm ơn. Xin cảm ơn các bạn.